được tính thì xe này mấy chục tỷ. Đó. Cái gì á? Mẹ này. Nếu thì hỏi bạn nếu là nhiều tiền lắm. Nhưng mà ai béo được gì do béo ở tô béo là gì nữa. Mẹ nó sắp về thế. Vì là tất cả đất cát tiền nong các thứ toàn con và mẹ nó cầm đấy. Còn cái cái mẹ nó về là mày có tiền. Tên đất khác, nhà là nhiều đất, tên đất khác phải đứng tên người khác, thì đứng tên nhà nó đây. Đứng tên người khác thì mất mẹ. Mất nào rồi? Toàn trong gia đình nhà nó. Đã thằng này nó bảo mẹ nó về phát là nó xây nhà này luôn thì. Thì toàn gia đình nhà nó, chẳng nhẽ bây giờ mẹ cái như cả, thế cả đất. Nếu mà thằng này mà thiếu thốn thì kiểu gì mẹ nó chả chả gọi một người vào mà ấy. Bố nó về thì bố nó tỉnh thẳng ra đây đây. Bố nó về nhưng bố nó có tiền đâu chú. Biết là như thế nhưng bố nó cũng thả. Bố là người Hồng Nương như mới lấy chị Thành Thị ạ. Đeo được. Thế bảo đặt yêu chị Thành Thị. Mấy giờ anh? 10 giờ hơn 10 giờ. Bố luôn cái thằng nó lên nó. Mấy giờ rồi? 10 giờ 15 phút, 23 phút. Còn ngày. Viện nó đang buôn ma túy. Bà chùm luôn đi mẹ mày. Còn cặp với ông nào là cho mình đi luôn. Mẹ nó cứ ở nhà đẻ thôi. Vừa mới đi được mấy năm nay. Chưa gần chục năm nay. Thế nhưng mẹ nó, mẹ này có qua, có thằng này là có ông ở trên Hoàng Nương cái gì? Ừ, đấy, bố nó mới đi tù 20 năm về đấy. Nó bảo bố, mẹ nó, bố nó đi, cứ ông này đi tù là mẹ nó lại cặp với ông khác còn chửa đi. À, cứ cặp với ông khác, à đơ. Thằng này với một thằng em rồi thứ hai nữa của nó là cùng mẹ khác cha gì? Cùng bố luôn. Còn cái thằng mà bây giờ bà Bình vẫn thỉnh thoảng đón đi học ấy là con thứ ba là của ông khác. Sao bà Bình tưởng bà kia là mẹ là khác à?